Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được ngành thuế Lâm Đồng triển khai mạnh mẽ, nhất là trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính công theo hướng phục vụ. Theo đó, ngành thuế Lâm Đồng đã thực hiện công khai niêm yết cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Tại tủ công khai thủ tục hành chính các cơ quan thuế, bảng thông tin hỗ trợ người nộp thuế, niêm yết công khai 186 thủ tục hành chính cấp cục thuế và 150 thủ tục hành chính cấp chi cục thuế. Ngoài ra, ngành thuế tỉnh và chi cục thuế các khu vực còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng phong phú các hình thức tuyên truyền, tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành, triển khai khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế, ứng dụng công nghệ thông tin điện tử hóa các thủ tục về thuế theo hướng chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử nhằm hoàn thành mục tiêu 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế ở cấp độ 4, rút ngắn thời gian xác nhận nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần, góp vốn theo đề án quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giảm tối đa thời gian nộp thuế và thời gian doanh nghiệp phải làm việc với cơ quan thanh tra thuế.